con cứ ngồi tại chỗ hỏi được không? Đứng dậy. Con về thầy là thầy giảng về nhân quả thì hàng ngày mỗi hành động của mình thiện ác thì nó đều đi tiêu tái sanh ngay. Thế thì trước con cũng là thầy nói là bây giờ ví dụ như là có một người đang mang thai, đang tiến hành sinh, một cái người này đang trên trường các hối, nhưng mà khi cái người này đủ duyên rồi, có một cái người này đến thì thiếu một cái duyên về tình cảm, hẳn gặp cái người này, cái người đi liền thì cái bà bên kia cũng là kia là sinh luôn, thì tức là cái người này nó sang bên kia, thì như thầy con cũng hỏi thầy xem là cái như vậy là khi mà mình cái thân này mà nó chết đi, tức là nó chưa đủ cái nghiệp, chưa đến cái ngày giờ để chết, tức là phải còn thiếu một cái nghiệp duyên nào nữa, thì nó phải chờ hội đủ cái duyên đấy thì cái thân này đi, mà cái thân cái nghiệp này nó phải hội đủ, tức là nó phải hợp duyên với một cái người mà đang băng bầu kia, thì cái người đấy thì tức là cái người khi này tắt thở thì cái người kia bắt đầu mới chuyển ra để, tức là có phải như thế không? Nói như thế này con. Vâng, con đang hướng ở chỗ đấy con. Hôm nay thế này, bây giờ một cái người đang bệnh, nằm ở trên giường bệnh hấp hối, nó chưa chết, mà bên kia một cái duyên nó chưa hợp, cho nên cái người này nó nằm nó thôi thớt hoài mà nó chưa có sanh. Thời tà ca thì nó lần lượt nó tương ưng từng hành động, chúng ta nhân quả mà từng hành động mà nó đi sanh rồi. Nhưng mà khi mà bỏ cái thân của chúng ta là trân cái cần tự nguyện của chúng ta, thì lúc bây giờ nó không phải nó bỏ thằng này thì nó sanh rồi, nó cũng đang sanh rồi, chứ nó không, nó đang sanh và nó sẽ, nó đã sanh và nó đang tiếp tục sẽ sanh. Bây giờ vừa bỏ thằng này thì nó tương ưng với cái bào thai nào đó, với cái người nào đó đang giao hợp, thì lúc bây giờ nó tương ưng đúng lúc đó, mà cái duyên của cái nhân quả của người này hết nó mới chết, chứ còn nó chưa hết, nó chưa có chết đâu, còn trả nợ nhân quả. Còn cái hành động mà thiện ác cũng như bây giờ thầy nói, trong cái trái đu đủ nó có nhiều cái hộp phải không? Nhưng mà đâu có nghĩa là nó lên hết đâu. Khi mà nó cũng như cái hành động chúng ta, đâu có nghĩa là chúng ta cái hành động ác của thầy nó tương ưng với cái người đó, nó sanh được liền đâu. Nó có khi nó tương ưng được với cái người đó thì nó sanh được là cái nhân đó. Ví dụ như bây giờ trong cái quả của thầy nó có nhiều cái hạt, trong cái quả, ví dụ như bây giờ thầy bị người ta đá đập đập thầy, tất cả những đó nó thành ra những cái quả rồi, thì trong đó nó có những cái từ trường của nó phóng xuất ra, thì phóng xuất ra nó là cái hạt tiếp tục của nó trong cái quả đó. Bởi vì thầy ăn cắp nè, bây giờ họ bắt được thầy, họ đánh thầy, họ đạp thầy, họ thoi thầy đủ cách không? Do đó đó, những cái quả mà bị đánh đập đau khổ đó thì nó có cái hạt của nó, tức là cái từ trường. Thì cái từ trường đó nó sẽ tương ưng ở trong cái thời gian, nó tương ưng ở trong cái thời điểm đó, mà nếu nó đúng cái tương ưng đúng thì nó sanh ra được, mà nó không tương ưng đúng thì cái đó nó thành cái từ trường, nó nằm trong không gian thôi. Không hiểu, nó tương ưng đúng cái lúc đó. Bây giờ thầy bị người ta thoi đánh đập thì những cái hạt đó nó cái từ trường đó nó tương ưng ở trong kia. Như bây giờ nhìn trong nước tới giờ này nó không có ai sanh hết thì nó không tương ưng, thầy đang bị đánh mà nó không tương ưng thì cái từ trường đó nó sẽ thải ra trong không gian, nó nằm đó, có hay không? Rồi cái mà nó tương ưng được thì nó sẽ sanh ra, không? Nghĩa là cái từ trường đó mà nó hợp duyên với cái cặp vợ chồng nào đó thì nó sanh ra, với một cái loài động vật nào đó trong cái giờ đó thì nó sẽ sanh ra lần lượt. Con hiểu chỗ đó chưa? Mà bây giờ nó không tương ưng thì nó thải ra, nó thành từ trường nó nằm đó. Và cuối cùng mà bất khi mà thầy chết á, thì những cái từ trường nó phóng ra đó, bây giờ nó tương ưng, cho nên thầy nằm đây mà cái nhân quả nó chờ để mà cái từ trường mà phóng ra chưa được tương ưng, tức là những cái hạt giống này nó còn nằm ở trong cái quả, những cái quả đó đó. Cho nên đồng thời mà khi thầy chết thì những cái từ trường mà chưa sanh ra thì nó sẽ tương ưng được, nó sanh ra. Mà nó không có cái chỗ mà sanh ra thì nó cũng nằm trong từ trường đó, nó hòa giống như những cái từ trường khác. Con hiểu không? Nghĩa là người nào cũng có tham sân thì nó cũng giống nhau, chứ nó đâu có khác nhau được. Cho nên đâu có nghĩa nói cái từ trường này của riêng tôi đâu. Bây giờ hai cái cục 500 nó có cái sức hút của cái mảnh vắt, thì cái sức hút đó, cái sức hút của 500 này với cái của 500 kia nó giống nhau. Bây giờ chúng ta gồm lại hai cái, hai cục 500, thì cái sức hút của 500 nó lại mạnh hơn, gọi là nghiệp lực. Con hiểu không? Vì vậy cho nên nó một ngày mà con giận hờn người kia, giận hờn thì cái giận hờn này cũng như cái từ trường này nó sẽ
tương ưng nó giống nhau thì nó hợp nhau lại, nó thành sức hút đức mạnh. Và sức hút đức mạnh nó tương ưng với cái người mà sân kia cũng dữ tợn đó thì nó là sân sân. Cho nên nó là nhân quả, nó chung chứ nó đâu có riêng ai, nó đâu có riêng ai. Mình thấy như mình riêng, nhưng mà sự thật là trong nhân quả đó có mình trong đó. Bởi vì mình nhân quả mà làm sao mình hoài nhân quả được là không có mình. À, cho nên vì vậy đó, mình thấy cái trò của nhân quả nó kinh khủng thiệt. À, mà tại vì mình phóng xuất ra có mình trong đó mà. Còn bây giờ người nào cũng giảm bớt, như bây giờ mình tu là cái số mình nó giảm bớt cái thân rồi, nó giảm bớt cái tham rồi, cái từ trường của mình giảm bớt, thì nó không tương ưng với cái người thế gian được, không giống người thế gian. Nhưng mà trong cái số người thế gian đó, nó có những cái người giảm bớt, nó tương ưng giống người đó, nó ngồi được. Còn khi mà hoàn toàn nó năm hạ phần ký sử của nó, thì nó không còn tương ưng với người thế gian nữa. Mình chưa có diệt được năm hạ phần ký sử thì mình còn là người thế gian, cho nên nó không tương ưng được nữa, cho nên nó không có sanh. Mà cái người mà năm diệt năm hạ phần ký sử rồi thì họ không có sanh mấy lần. Họ đâu còn dục nữa mà sanh, họ năm hạ phần ký sử, cho nên họ không còn ham dục nữa, cho nên không có sanh nữa. Cho nên làm sao bây giờ chúng ta tu, vì vậy mà chúng ta tu tới mà chúng ta diệt năm hạ phần ký sử thì không còn người sanh mình được nữa. Đừng nói con người thôi chứ đừng nói chi là giận nó đâu có. Thành ra nó còn dục như bình thường, nó đâu có biết đâu mà ngăn chặn. Cho nên chúng ta không sanh loài giận được. Vì vậy mà Đức Phật nói khi mà người mà diệt năm, đã diệt năm hạ phần kiết sử thì khi chết đi đó thì họ tiếp tục tu trong tưởng đó. Tức là họ ở trong cõi trời, họ tiếp tục họ tu. Cho nên chúng ta cũng đâu mất phần để khi mà chúng ta hoàn toàn nhập diệt vào Niết Bàn cuối cùng. Đó, cái sự tương ưng của đạo Phật nó cụ thể và nó rõ ràng như vậy. Cho nên trong khi đó đó, cái người mà chờ đi đó là những cái hộp, cái hạt giống đó, nó chưa có tái sanh được. Khi mà nó đúng lúc mà con, đúng lúc cái nhân quả, cái nghiệp của con nó hết đó, thì nhân quả nó con phải chết thôi. Thì những cái từ trường đó bắt đầu tương ưng. Cho nên chúng ta chết nó cũng sanh, mà chúng ta sống nó cũng sanh. Nó không mất phần nè. Thầy, con muốn hỏi cái gì cái này, con hỏi thầy cũng có đúng. Bây giờ ví dụ như trong hàng ngày thì có những cái tình thường, có những cái hành động mình phát ra mình làm mà nó ra đầy đủ cái lực, nó cũng có cái lực đủ mạnh để hợp những cái một cái trường hợp nào đấy thì nó tái sanh luôn. Và cũng có những cái, cũng có những cái hành động mình làm mà cái tình thường nó chưa đủ mạnh để thu hợp, để nó không đủ thì nó thì ví như là cái loài thảo mộc ấy, tức là có những cái loài thì nó chỉ được 3 tháng nó chỗ quả, cũng có loại 1-2 năm, mà có loại 10 năm chỗ quả, thì cái nghiệp của mình nó cũng tương đứng như thế. Nó cũng như là thảo mộc vậy thôi. Rồi cái hạt nó đi tái sanh nó cũng vậy, nó tương ưng được cái nơi đúng cái chỗ nó sanh thì nó sanh được, còn không đúng thì nó cũng bị lép thôi. Thầy, con muốn hỏi thêm cái chỗ là ví dụ như là hàng ngày mà con tụng ban đi ban đêm á, thầy khi con đi ban đêm thì trước khi con đi hoặc là khi con đi quân cái tác ứng là trời tối này, đi thứ hai nó mắt kém thì đi nó chân nó không vững á, thì có khi là các con như là các cái bài chúng sinh nhỏ ý ở dưới thì nên tránh rồi đi có một vô tình là chậm lạc vào phải vào, thì các vị mà có đẩy chân đẩy tay thì cũng thông cảm, mà nếu ai có mạng thì cũng cầu mong cho thắng được thì trở thành cái người đấy. Thế thì như thầy, những khi mà con đi như thế thì những lúc mà con vô tình con dẫn như thế mà con có những cái tâm niệm con tác ý như thế thì cái hành động mà con vô tình đấy thì nó có còn cái nghiệp để mình tái sanh không? Con nói như thế này, tại vì con có ước nguyện rồi, tức là cái tâm nguyện của con đó là có ước nguyện. Con có đọc cái tập giới mà dạy 17 cái điều ước nguyện. Khi mình ước nguyện cái điều đó, khi mà lợi chúng sanh đạt, nó sẽ do cái điều ước nguyện mà mình giữ giới mà tu hành, nó sẽ tái sanh. Thầy, con không tu mà con đi bình thường là tức là ban đêm ở nhà chứ không phải trong cái giờ tu ở đây, nhưng cái ban đêm ở nhà con đi chứ. Con đi mà con tác ý mà. Vâng. Rồi con có giữ giới không? Con không giữ giới. Nghĩa là con giữ giới là con ăn ngàn bữa. Dạ, con có giữ giới ạ. À, thì con giữ giới vậy thì con ước nguyện được. Con giữ không giữ giới thì không được. Con không giữ giới thì cái nghiệp chúng sanh nó cũng đang việc đang tạ. Nhưng mà con ước nguyện nó không thành công. Nó không thành công. Bởi vì giới luật là hàng đầu mà. Mình giữ giới thì mình ước nguyện thì nó mới đạt được. Mà con giữ giới, con ăn ngàn bữa, con sống giới, cái giới luật mà con đã từng học đó, nhất là năm giới của người cư sĩ, con giữ gìn trọn vẹn, đừng có vi phạm năm cái giới thì con cũng ước nguyện được chứ đâu phải không. Nhưng mà tám giới thì nó hơn. Thì tất cả những cái điều mà mình đã giữ giới được thanh tịnh thì cái sự ước nguyện của mình, vì ban đêm mình đi giả lại con đi kinh hành mà con tu nữa thì cái sự ước nguyện đó nó còn hiệu quả lắm.
cho nên nó cái loài chúng sanh mà lỡ mình bị đàm bị gãy chân này kia rồi chứ giả lại khi mình ước nguyện vậy nó có sự giao cảm mà chúng sanh nó sẽ trắng ít có giận đàm lắm. Cho nên ví dụ như chẳng hạn như thầy đi ra ngoài thất, thầy đi ban đêm đó, thì biết rằng ở dưới chân mình thì có những cái loài ốc rồi nhiều lắm, nó ban đêm bò đi ăn mà, cho nên mình ước nguyện cho tất cả loài chúng sanh ở dưới đất đó, khi bước chân đi đến thì đừng có gieo cái duyên để cho tôi cảm nhận thấy cái sự đau khổ của chúng mình. Ước nguyện mình bước đi của mình đừng có gặp những cái điều đau khổ đó, không có do với bằng chân của mình tạo ra cái sự đau khổ đó. Thì cái ước nguyện đó với một người mà nỗ lực tu tập thanh tịnh thì lần lượt nó hết, nó không còn có. Nhưng mà mới đầu thì nó còn, là tại vì nó cái tâm mình nó chưa thanh tịnh, nó còn nó chưa có không có đủ cái lực, cho nên nó cái loài vật nó không có cái giao cảm được. Nó hoặc là nói cho đúng hơn là cái duyên nhân quả mà khi một người tu mà có cái tâm ước nguyện vậy, dường như là nó không có sắp xếp, nó không có sắp xếp với bản kinh của mình, cho nên mình ít có đi đạt lắm. Còn khi nào mà mình không có tác ý, mình không có nói trước thì nó có thể là mình đi đạt. Còn mình tác ý trước rồi thì dường như là tất cả chúng sanh nó tránh hết. Cho nên thầy dạy mấy con là tác ý rồi mình đi đó, để cho tất cả loài chúng sanh ở dưới chân mình nó tránh. À bây giờ tôi đi kinh hành, tôi ban đêm tôi không thấy, mong sao loài chúng sanh đừng có đi ra nơi bước chân tôi bước xuống để mà tránh, thì nó sẽ ước vị con nó sẽ thành tựu được cái điều đó. Rồi con rồi. Cái này có đầu thai gì đâu, nhân quả nó đầu thai chứ mình có đầu thai đâu mà con chết con đầu thai. Con chỉ chết là cái quả của con đó, nó là chín ruột rồi, thì còn ba cái hộp của con nó lên thôi chứ nó đâu có còn con đâu mà đi đầu thai. Con chết con không có đầu thai thì hàng ngày cái hạt của con nó lên đó, phải không? Con hiểu về nhân quả mà. Nhân quả nó tái sanh thì hàng ngày con làm những hành động thiện ác nó đã lên hết rồi. Rồi bắt đầu bây giờ con chết là tại cái trái cây, cái thúi, cái hạt con nó lên rồi rồi. Còn bây giờ nó còn sót cái hạt nào đó thì bắt đầu cái nó thúi thì nó lên nữa. Chứ thôi nó đâu phải một đâu. Cho nên nhìn qua cái nhân quả thảo mộc thì xét qua cái nhân quả con người thì người ta đã từ lâu người ta hiểu sai là mình chết rồi mới đi tái sanh. Nhưng mà không ngờ là một cái cây á, thì nó bao giờ nó cũng có nhiều quả, mà nó có nhiều quả thì nó có cái nhiều cái hạt của nó, cái nhân của nó để nó lên. Thì trong khi đó nó đang lên chứ nó đâu có nằm đó. Mình nhìn qua nhân quả mình biết là giờ khi mình chết là chẳng qua là cái cây đó nó chết rồi thôi, chứ còn sự thật là quả nó quá thời nhiều rồi. Cũng như bây giờ con chết là cái cây đó chết, mà cái cây đó chết nó để lại biết bao nhiêu quả, không biết cái quả là cái thọ khổ của nó đó. Rồi bắt đầu trong quả đó nó có cái nhân thì tiếp tục nó. Cho nên cái cây con chết chứ cuối cùng nó còn cái quả nào mà nó còn cuối cùng, là bây giờ cận tử nghiệp của con là cái quả cuối cùng. Nếu mà cái cận tử nghiệp con nó không có thì tức là cái cây nó chết, mà cái quả cái cận tử nghiệp nó không có thì coi như nó đâu có tái sanh nữa đâu. Còn cái cận tử nghiệp đó là mới tới những cái hạt cuối cùng, cái trái cuối cùng của nó đi tái sanh cuối cùng. Thân con chết mà cái cận tử nghiệp con thấy rắn cắn hoặc là lửa cháy con sợ, hoặc là cơn đau hoảng sợ con làm đủ thứ đó. Thì cái cận tư nghiệp đó là cái quả cuối cùng của con, cái cây đó chết mà nó còn lại cái trái cuối cùng nó lên. Còn nếu mà không có cận tư nghiệp, con thấy con thanh thản an lạc vô sự, không có cái nghiệp gì hết, thì coi như là nếu mà con không tập luyện được như vậy thì làm sao cái cây nó chết vậy, chứ nó có cái quả cuối cùng của nó. Cũng như bây giờ cái cây mít đó nó bị cái mùa nắng này nó chết, nhưng mà những cái quả cuối cùng của nó đó nó sẽ lên, cái cận tư nghiệp đó. Trước khi nó chết nó có cái quả cận tử nghiệp, cái quả cuối cùng rồi nó mới chết nha. Cái cây mít nó còn sống thì phải nó mới ra quả, mà bây giờ nó còn sống thì tiếp tục quả, mà sắp sửa nó chết rồi thì cái quả mà nó sắp sửa chết, cái quả đó là quả cuối cùng, tức gọi là cận tử nghiệp, quả cuối cùng. Chứ không phải là con chết mà đi sang cây mít này chết nó sanh ra cây mít khác đâu được. Con chết là cái cây, còn cái quả là cái hành động thiện ác của mình. Nhân quả.